Rồi, chúng ta sẽ lướt sơ qua một tí về cái quy trình phân tích độ rung. Thì xong cái phần này là chúng ta kết thúc cái chương trình đào tạo ngày nay của chúng ta được rồi. Thì một cái quy trình phân tích độ rung, thu thập và phân tích độ rung cơ bản nó sẽ như thế nào các bạn? Thì đầu tiên chúng ta phải giải quyết câu hỏi là độ rung từ đâu mà ra nè. Đó. Thì độ rung thì nó chủ yếu là do các lực và nó phát ra ở các lực bất thường ở trong chi tiết quay nó sinh ra thôi. Tôi ví dụ như là ở đây các bạn có một cái cánh quạt mà nó bị đảo hay chúng ta gọi là bị mất cân bằng động đó, thì nó sinh ra một cái lực ly tâm. Thì cái lực ly tâm này á, thì nó sẽ gây ra những cái phản lực của cái ổ trục ở đây và nó va đập vào những cái viên bi và những cái gối vòng bi ở chỗ này các bạn. Thì nó dẫn đến là hệ máy của các bạn sẽ bị rung động, rung thực sự rất lớn. Đó, thì do các lực bất thường ở trong đây. Và cái độ rung này á, người ta định nghĩa là sự thay đổi độ lớn hoặc là pha hoặc là góc của các đại lượng như là chuyển vị, vận tốc, gia tốc. Đó. Thì tới phần phân tích độ rung tôi sẽ giải thích về chuyện này sâu hơn. Tuy nhiên các bạn biết là độ rung là do các lực bất thường ở trong chi tiết quay của chúng ta sinh ra. Và chúng ta đo độ rung ở đâu? Đó. Thì như nãy tôi có nói đó, do các lực bất thường này thì nó sẽ sinh ra các phản lực ở vòng bi này. Và chúng ta hoàn toàn không thể lắp một cái cảm biến ở trên cái trục này được, tại cái trục nó đang quay là làm sao các bạn lắp cái cảm biến này vào cái trục để các bạn đo được, đúng không? Thì các bạn buộc phải đo ở vị trí mà gần cái phản lực vòng bi nhất, đó là cái gối vòng bi. Thì ở đây các bạn thấy có một cái cảm biến đo độ rung đây các bạn. Đây. Đây cái cảm biến ở trên đây là cảm biến nhiệt độ, còn cảm biến dưới đây là cảm biến đo độ rung, người ta đang đo độ rung của cái gối vòng bi này để người ta phân tích coi có cái chuyện gì xảy ra ở trong cái băng đại này. Thì độ rung là do lực bất thường và người ta thông thường đo độ rung ở các gối vòng bi. Và giả sử bây giờ là các bạn có một cái máy nó bị rung động rất là nhiều, và các bạn có một cái thiết bị rất là xịn, đây thiết bị OneRoad mà nãy tôi nói đây các bạn có một cái thiết bị rất xịn ở đây, và bây giờ làm sao để các bạn đo đạc và phân tích độ rung của nó? Thì tôi sẽ đi qua một cái quy trình sơ bộ như vậy cho các bạn nắm. Thì khi mà các bạn có máy móc như thế này rồi, các bạn có một cái máy rung như thế này, thì để trước khi đo rung động của nó thì các bạn sẽ phải mô hình hóa nó. Các bạn mô hình hóa nó và các bạn phải xây dựng phép đo cho nó. Mô hình hóa nó thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn phải biết là ở đây có một cái motor, cái khớp nối, rồi nó nối qua cái bơm hay cái quạt gì đó. Và các bạn phải biết vòng bi ở trong đây là vòng bi gì. Ví dụ 6222, 6322 gì đó, các bạn phải biết. Và các bạn phải biết tốc độ quay nó như thế nào. Rồi khớp nối hay là đế mềm hay đế cứng đó, thì các bạn mô hình hóa nó và các bạn xây dựng phép đo cho nó. Ví dụ các bạn muốn đo phổ, các bạn muốn đo enveloping hay các bạn muốn lấy sóc thì các bạn phải cho máy nó biết là ok tôi muốn đo những cái này. Thì thông thường các bạn làm điều đó qua một cái phần mềm. Thì khi các bạn mua cái máy phân tích độ rung thì hãng nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái phần mềm. Thì thông qua phần mềm này các bạn hoàn toàn có thể mô hình hóa nó và các bạn gây dựng phép đo trên đây. Thì sau khi các bạn mô hình hóa, gây dựng phép đo xong rồi thì dữ liệu đó thì các bạn sẽ chuyển về đổ ngược vào trong cái máy chứa cơ sở dữ liệu của nó trong đây. Đây là cái máy cầm tay và các bạn đi ra ngoài hiện trường nhé. Thì tạm gọi đây là bước số 3. Thì sau khi trong cái máy cầm tay của bạn có cơ sở dữ liệu rồi thì bản thân cái máy này nó giống như một cái máy tính bảng thôi. Nó không có chức năng để mà nó thu thập những cái rung động ở trong máy này. Thì nó sẽ phải sử dụng đến một cái hệ cảm biến. Thì ở đây là cái một cái cảm biến độ rung có dây. Thì thông thường đây là cảm biến gia tốc tinh thể thạch anh, thì nó sẽ đo những cái gia tốc ở trong đây, thì đo những cái gia tốc hoặc là lực, tại vì theo các bạn biết theo định luật Newton đúng không, thì gia tốc tỷ lệ nghịch với tỷ lệ thuận với ngực lực, nhưng mà nó ngược chiều thôi. Thì các bạn đo những cái gia tốc ở trong đây và các bạn thu được sẽ là nó tín hiệu là tín hiệu tương tự analog, thì nó sẽ phát ra cho các bạn một cái tín hiệu hoặc là millivolt hoặc là milliampere. Thì thông qua một cái cáp kết nối thì nó sẽ truyền những cái tín hiệu này về máy của chúng ta và máy của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm số hóa những cái tín hiệu này, tại vì bản thân cái máy máy tính bảng hoặc là máy vi tính của chúng ta nó không làm việc dựa trên những tín hiệu dòng điện các bạn, nó làm việc dựa trên những con số 1001 hệ nhị phân. Nó thì nó phải số hóa những cái này thành hệ nhị phân để nó lưu trữ và nó xử lý. Đó, hoặc là các bạn cũng có thể dùng một cái cảm biến, ví dụ cảm biến không dây. Cảm biến không dây ở đây, tức là nó sẽ bản thân nó sẽ chịu trách nhiệm nó số hóa hết những cái
lực này nọ ở trong đây thành cái tín hiệu số hết, và nó sẽ gửi những cái tín hiệu số này về máy của chúng ta qua đường là Wi-Fi hoặc là Bluetooth. Đó thì nó có hai dạng, hoặc là cảm biến có dây hoặc là cảm biến không dây. Thì thông thường chúng tôi dùng cảm biến không dây là nhiều, tại vì an toàn trong cái khâu đo đạc và phân tích rung động. Đó. Thì sau khi mà tạm gọi bước này là bước số 4 nha các bạn. Bước số 4 đây thì các cảm biến nó sẽ thu thập độ rung đây và nó sẽ truyền tín hiệu về máy này. Thì bước thứ 5 thì máy nó sẽ số hóa. Đối với trường hợp cảm biến không dây thì cảm biến không dây đã số hóa rồi, thì chúng ta không cần bước số 5 này. Nhưng mà với cảm biến có dây thì nó sẽ phải số hóa, nó tái hiện lại cái sóng đó. Chẳng hạn như là các bạn có một cái tần số lấy mẫu, tần số xử lý rất là nhanh thì các bạn ra một con sóng rất là mượt như thế này. Nhưng mà các bạn có cái tần số xử lý rất là chậm này thì các bạn sẽ ra sóng nó rất là góc cạnh như thế này ha, nó không có sát với thực tế. Đó thì cái máy này nó sẽ phải chịu trách nhiệm nó số hóa những cái này cho các bạn. Rồi sau khi nó số hóa thì bản thân trong cái máy này nó sẽ tiến hành những cái bước kế tiếp là nó tính toán. Thì nó sẽ có những cái mạch tích phân rồi mạch là Fourier FFT, nó tính toán, nó dạy những cái phương trình vi phân, nó dạy những cái dữ liệu của các bạn đây để gì, để mà nó sẽ xuất ra được những cái mà ban đầu các bạn yêu cầu nó tính toán. Ví dụ như là các bạn muốn là ok lọc sóc từ cái dữ liệu này thì nó sẽ phải tiến hành cái thuật toán lọc sóc cho các bạn. Đó. Thì hai cái quá trình mà quan trọng nhất của cái khâu này, tức là bước số 3, bước số 2 và bước số 6, nó tính toán cho các bạn để cuối cùng nó xuất ra để các bạn có thể phân tích được. Thì bây giờ người ta có khuynh hướng là người ta sẽ tích hợp cái bước số 2 và bước số 6 này với một con AI nữa các bạn. Thì cái bước mà họ xây dựng mô hình, xây dựng phép đo thì AI nó sẽ giúp các bạn tự động xây dựng luôn. Tất nhiên các bạn phải cho biết mô hình nó là cái gì, nhưng mà phép đo nó sẽ đưa ra phép đo cho các bạn. Rồi sau đó thì máy nó tính toán xong thì AI nó sẽ tự phán cho các bạn biết là ok, máy của các bạn đang bị hư ở chỗ nào. Chẳng hạn như là các bạn đang bị hư vòng bi giai đoạn thứ nhất, các bạn đang bị mất cân bằng động, thì nó xuất ra ngôn ngữ con người luôn. Đó. Thì khuynh hướng bây giờ người ta tích hợp AI vào khá là nhiều, thì cái chuyện chẩn đoán nó trở nên khá là dễ chịu. Và bước cuối cùng đó thì các bạn sẽ phải đổ những cái kết quả này ngược lại vào máy. Đó. Thì là hoàn thành một cái chu trình. Thì cái bước số 1, bước số 2 này các bạn là các bạn chỉ làm một lần thôi. Các bạn chỉ cần làm một lần thôi. Ngoại trừ là sau này các bạn có những cái chỉnh sửa ở trong cái kết cấu của bạn. Ví dụ như là ngày hôm nay vòng bi của bạn đang xài vòng bi SKF, nhưng mà chẳng hạn như là năm sau họ chuyển qua họ xài tim ken, họ không xài vòng bi SKF nữa, thì các bạn phải đi vào mô hình của các bạn phải sửa lại là vòng bi của tôi là bây giờ chuyển qua vòng bi tim ken rồi, thì các bạn có thể sửa trong cái mô hình này và sau đó các bạn đổ cập nhật lại dữ liệu. Và từ cái bước số 3 đến bước số 8 này là một cái quá trình nó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày hàng ngày hàng ngày. Đó, và mỗi lần các bạn đo thì nó sẽ trữ dữ liệu, nó trữ dữ liệu lại. Và một tháng nếu mà các bạn đo 100 lần thì các bạn có 100 khối dữ liệu đó, và nó sẽ so sánh những cái khối dữ liệu đó với nhau để nó cho các bạn biết là tình trạng của các bạn là đang tăng hay đang giảm. Ok, tôi có thể là mô hình hóa một cách sơ bộ như thế này, là chúng ta gồm có 8 bước ha. Đầu tiên các bạn phải xác định máy móc cần đo, và sau đó các bạn mô hình hóa, các bạn tạo phép đo, rồi các bạn tạo hành trình đo, và sau đó các bạn chọn cái cảm biến. Và bước kế tiếp là các bạn thu thập số hóa dữ liệu đó. Sau đó các bạn tính toán, máy nó sẽ tính toán và hiển thị. Sau đó là lưu trữ và phân tích, và cuối cùng các bạn báo cáo cho cấp trên các bạn. Đó. Thì đây là quy trình 8 bước để các bạn phân tích độ rung. Thì khi mà chúng ta học ở trong những bài sau thì chúng ta sẽ không học theo thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 này đâu. Mà các bạn sẽ bài kế tiếp các bạn sẽ học về chọn cảm biến trước. Các bạn sẽ phải biết là cảm biến nào dùng cho những phép đo như thế nào. Các bạn sẽ nhận mạch cảm biến trước, thế nào cảm biến gia tốc, thế nào cảm biến vận tốc, thế nào cảm biến dịch chuyển, để sau này các bạn dùng cảm biến cho nó đúng. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ học về những khái niệm là thu thập dữ liệu và số hóa, tức là một cái máy nó sẽ thu thập và nó số hóa dữ liệu của các bạn ra làm sao. Sau đó các bạn sẽ học đến chuyện xử lý dữ liệu và tính toán. Sau đó sẽ học đến chuyện phân tích. Và cái bước cuối cùng, thực sự cái bước cuối cùng đó thì các bạn mới học được những cái xác định máy móc cần đo và mô hình hóa tạo phép đo. Các bạn sẽ học hơi ngược một tí. Nhưng mà đây là cái quy trình học mà tốt nhất. Chứ ngay đầu tiên mà các bạn học và xác định máy móc cần đo, mô hình hóa tạo phép đo thì
nó hơi bỡ ngỡ cho các bạn rất là nhiều ha. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái module thực hành, những cái module thực hành cho cái việc phân tích độ rung này. Thế thì đây có lẽ là nội dung cuối rồi, thì tôi sẽ tóm tắt lại một tí nội dung hôm nay chúng ta học. Thì các bạn hãy tưởng tượng PDM, nó là một cái miếng bánh nó tròn như thế này ha, retry maintenance, nó là một miếng bánh nó tròn như thế này. Thì trong cái retry maintenance này thì điều gì là quan trọng nhất? CBM, tức là condition based maintenance, bảo trì theo tình trạng là quan trọng nhất. Và để các bạn làm được retry maintenance thì các bạn phải yêu cầu là bạn có hệ thống kết nối IoT, Big Data, xử lý dữ liệu. À, rồi các bạn phải có một cái mô hình, một cái thuật toán về dự đoán. Thì thông thường là đã dùng machine learning cho cái quá trình này. Đó. Thì ba cái bước này là cấu tạo nên một cái chương trình gọi là BDM mà nó chuẩn mực, khuôn thước. Thì trong cái ba cái bước này á, thì cái gì là quan trọng nhất, là mấu chốt của cái chương trình BDM, đó là CBM, tức là condition based maintenance, là cái mấu chốt của cái chương trình này. Thì cái chuyện big data rồi machine learning này thì các bạn hoàn toàn có thể outsource những cái nhà khoa học xử lý dữ liệu, những cái bên bộ phận IT họ có thể xử lý, họ làm cho các bạn. Nhưng mà CVM là bản thân các bạn phải tự làm, nếu mà các bạn là một nhân viên bảo trì, một người quản lý về mặt bảo trì đó, thì đội ngũ của các bạn phải làm chuyện này. Và trong cái CVM này á, thì độ rung là quan trọng nhất. Độ rung là quan trọng nhất. Thì phân tích dầu cũng là một cái rất quan trọng, và siêu âm. Thì ba cái này là ba cái công nghệ mà phân tích mà nó tốt nhất bây giờ và nó quan trọng nhất bây giờ. Độ rung là cái công nghệ được dùng nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Đó. Thì tóm tắt lại để các bạn ghi nhớ được nội dung bài học ngày hôm nay. Và nội dung kế tiếp đó thì nó sẽ 3 giờ ngày 3 tháng 9. Và chúng ta sẽ nói về cảm biến và máy phân tích. Thì các bạn nhớ theo dõi rồi các bạn đăng ký thôi. Và tôi nghĩ là hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp các bạn trong cái buổi kế tiếp. Và các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ email cho tôi, hoặc là nhắn trên group cũng được. Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.